Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn tại kênh Tiếng Trung Bối TV Channel Hôm nay em mình sẽ giới thiệu cho các bạn về series Tiếng Trung Cấp Tốc 2018 Trong series này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những câu tiếng Trung cơ bản nhất Để các bạn chưa biết gì về tiếng Trung có thể học tiếng Trung Cấp Tốc trong thời gian ngắn Và đặc biệt thì mình sẽ cố gắng sắp xếp làm sao cho nó một cách hợp lý nhất bài 1, bài 2, bài 3 và mình ước lượng thì trong series này có khoảng độ hơn 10 bài là các bạn có thể học được những gì về tiếng trung cơ bản nhất để có thể giao tiếp trong thời gian ngắn nhất về mình lưu ý một chút thì uh, series này chỉ dành cho những bạn mà có thể nói là chưa biết gì về tiếng trung những bạn mà đang muốn học cấp tốc tiếng trung trong thời gian ngắn thì các bạn có thể xem video này xem series này còn những bạn mà đã theo dõi kênh tiếng trung bồi tv channel lâu rồi hoặc những bạn có tiếng trung Tốt hơn một chút thì các bạn có thể bỏ qua series này nhé. Các bạn có thể bỏ qua vì trong series này mình chỉ giới thiệu những câu tiếng Trung rất là cơ bản cho những người mới. Cho nên là mình xin lưu ý trước, không các bạn lại xem thì các bạn đều biết hết rồi thì lại mất thời gian. Dĩ nhiên các bạn có thể ủng hộ S bằng cách xem. Cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bài thứ nhất về những câu đàm thoại cơ bản. Và một điều nữa là trong series này, bạn nào muốn nhận bản PDF thì các bạn có thể để Gmail bên dưới. Nhớ chưa? Bạn nào muốn nhận bản PDF thì các bạn để Gmail bên dưới. Thì một tuần mình sẽ dành cho 1 đến 2 ngày mình sẽ check mail và gửi cho các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài ngày hôm nay. Về nói về câu cơ bản thì chắc chắn các bạn không thể quên được. Đó là câu chào, đúng không? Câu chào trong tiếng Trung các bạn nói là Ní hảo Ní hảo Ní hảo là câu chào Đây là một câu chào chung Các bạn uh, gặp anh, gặp chị, gặp người lớn, gặp người trẻ Các bạn hoàn toàn có thể dùng từ ní hảo Được chưa? Các bạn để ý Các bạn nào mà mới xem video lần đầu tiên thì các bạn để ý nhé Phần chữ đen, phần chữ đầu tiên Đây là gọi là chữ Hán này Sau đó đây là gọi là phiên âm Latin à, Phiên âm Latin Cái phiên âm Latin này dùng để phát âm tiếng chung vào đây để chúng ta có thể phát âm ngoài ra thì mình luôn luôn có phiên âm bồi thì thực chất thì phiên âm bồi không bao giờ được chuẩn như phiên âm Latin nó chỉ một cách tương đối để học cấp tốc cho nên là mình có phiên âm bồi thì các bạn có thể theo dõi vừa lắng nghe vừa theo dõi để có thể phát âm tốt chúng ta tiếp tục sang từ thứ hai vẫn là câu chào nhưng chào vào buổi sáng thì chúng ta có thể dùng từ chào sang hảo chào sang hảo chào sang hảo chào sang hảo là cũng giống như câu chào bên trên như là chào vào buổi sáng có nghĩa là mình phân tích cho các bạn một chút từ chào sang chào sang tảo thượng nghĩa là buổi sáng và thêm chữ hảo phía sau như vậy là chào người khác vào buổi sáng chúng ta dùng từ chào sang hảo tương tự như vậy vào buổi trưa thì có từ Trung ú hảo Trung ú hảo Trung ú hảo Trung ú là Trung ngọ nghĩa là buổi trưa và khoảng lúc 12 giờ trưa 11 giờ đến 1 giờ chiều đấy Thì chúng ta có thể dùng từ trung ú hảo Là chào vào buổi trưa Tiếp tục vào buổi chiều chúng ta có thể dùng từ Xe ú hảo Xe ú hảo Xe ú hảo Xe ú hạ ngọ nghĩa là buổi chiều Vậy xe ú hảo là chào vào buổi chiều. Tương tự tiếp tục vào buổi tối thì chúng ta dùng từ quản sang hảo, quản sang hảo, quản sang hảo, quản sang là vãn thượng nghĩa là buổi tối. Như vậy quản sang hảo là chào vào buổi tối. Như vậy là về câu chào thì các bạn lưu ý, yên câu đi hảo là câu chào có thể nói là sử dụng được tất thông dụng cơ bản hơn. Ngoài ra các bạn có thể chào theo các buổi. Chúng ta tiếp tục một từ cần nhớ nữa là từ chạy <laughs> chuyển, chạy chuyển, chạy chuyển, chạy chuyển nghĩa là tạm biệt. Một từ tương tự là từ hối thấu chuyển, hối thấu chuyển, hối thấu chuyển, hối thấu chuyển. Cũng có nghĩa là hiện gặp lại, hối thấu chuyển, hồi từ chạy chuyển, thì chạy chuyển thì là thông dụng hơn, các bạn lưu ý. Tiếp tục từ tiếp theo chúng ta cần phải nhớ là từ sh 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 nghĩa là phải là có sh là phải là có hoặc có nghĩa là vâng vâng trong giao tiếp thì các bạn có thể dùng từ sh nghĩa là vâng và ngược lại chúng ta dùng từ bố sh bố sh bố sh bố sh là không phải ngược lại cái từ sư này nhá thì chúng ta thêm chữ pu đằng trước pu nghĩa là không vậy push là không phải từ tiếp theo chúng ta cần phải nhớ là từ chưởng 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 từ chưởng có nghĩa là xin hoặc có nghĩa là mời chưởng chưởng một từ cơ bản nữa là từ xie 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 à xie xie nghĩa là cảm ơn cũng tương tự có một từ cảm ơn nữa đó là very thanks cảm ơn, very thanks cảm ơn, các bạn để ý mình phân tích cho các bạn từ cảm ơn, nó giống cái từ xia xia là cảm ơn cảm ơn cũng có nghĩa là cảm ơn hai từ này thì các bạn khá là giống nhau có thêm từ phê trắng phê trắng âm hán việt của mình là phi thường như, các bạn hiểu nó là rất nhé uh, rất là cảm ơn ấy, hoặc cảm ơn nhiều ấy. chúng ta có dùng từ phê trắng cả xưa là cảm ơn nhiều thể hiện sự lòng cảm ơn nó cao hơn thì chúng ta dùng từ phê trắng cả xưa tiếp tục có một từ xưa xưa nín tập bang chủ xưa xưa nín tập bang chủ Xìa xìa nín tờ băng chủ Ở đây có từ chủ Băng chủ là giúp đỡ Như vậy cả câu này Xìa xìa nín tờ băng chủ Các bạn để ý Có chữ nín Tại sao ở đây không phải là nỉ nữa Dĩ nhiên các bạn cũng có thể dùng tiền nỉ Xìa xìa nín tờ băng chủ Nhưng ví dụ trong câu này người ta dùng chữ nín Thì thể hiện sự Sự trân trọng hơn Có thể là cảm ơn cái người mà người đó có thể là bề trên hoặc là lớn tuổi hơn chúng ta dùng tiếng nín để thể hiện sự trân trọng thì trong này chúng ta dịch là cảm ơn sự giúp đỡ của ông hoặc cảm ơn ông đã giúp đỡ một từ nữa chúng ta cần phải nhớ là từ mấy quan sĩ mấy quan sĩ mấy quan sĩ mấy quan sĩ là không sao không vấn đề gì không sao không vấn đề gì mấy quan sĩ rất là hay dùng các bạn cần phải nhớ từ hảo 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 nghĩa là đồng ý hoặc là hảo cũng có nghĩa là tốt tốt đẹp hảo có nghĩa là đồng ý nghĩa là tốt đẹp hoặc ai người khác bảo bạn cái gì bạn ok thì bạn có thể từ từ hảo hảo ok chúng ta sang từ tiếp theo tua sở chén tua sở chén tua sở chén tua sảo chén là bao nhiêu tiền từ tua sảo là bao nhiêu tua sảo là bao nhiêu chén chén là tiền tua sảo chén là bao nhiêu tiền từ tiếp theo chúng ta cần phải nhớ là tôi bù chỉ tôi bù chỉ tôi bù chỉ tôi, bù chỉ, tôi bù chỉ là xin lỗi các bạn nhớ nhé tôi bù chỉ xin lỗi của bu tụng Đồng ủa bù tổ ủa bù ủa. là tôi bù là không chúng ta vừa học rồi đúng không bù nghĩa là không nhá Tủng là hiểu như vậy ủa bù tổng là tôi không hiểu mới học tiếng trung đúng không câu này khá là quan trọng người khác nói bạn không hiểu bạn nói là ủa bù tổng xong ủa bù tổng tôi không hiểu đừng nói nữa kiểu vậy tiếp tục chúng ta sang từ nếu bạn hiểu thì bạn có thể nói là ủa tổng là ủa tổng là Ủa tổng lơ, tôi hiểu rồi, ủa tổng lơ. Và từ tiếp theo, chúng ta cần phải nhớ đó là ủa bù chư tạo, ủa bù chư tạo, chư tạo, chư tạo. Chư tạo nghĩa là biết. Như vậy, ủa bù chư tạo là tôi không biết, đúng không? ủa bù chư tạo là tôi không biết. Một từ nữa chúng ta tìm hiểu đó là từ

Chỉnh ơn xí sầu chiên chạy ná lý. Chỉnh ơn xí sầu chiên chạy ná lý. Chỉnh ơn là xin hỏi. Chúng ta vừa học từ phía trước là từ chỉnh đúng không? Nghĩa là xin đúng không? Ơn <laughs> là hỏi. Như vậy, chỉnh <laughs> ơn là xin hỏi. Xí sầu chiên. Xí sầu chiên là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đọc là xí sầu chiên. Chạy là ở. Ná lý Ná lỉ ná là ở đâu? Như vậy, chính quyền sử sở trên chai ná lỉ là xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Tiếp tục, chúng ta học một từ nữa là xin nén hảo, xin nén hảo, xin nén hảo, xin nén, hảo, xin nén là năm mới Âm hán Việt là tân niên, đúng không? Tân nghĩa là mới, đúng không? Xin nén là năm mới, xin nén hảo thì nghĩa là câu chúc mừng năm mới chúng ta học một vài từ nữa như là uh, sân rư khoai lửa sân rư khoai lửa sân rư khoai lửa uh, sân là sinh nhật khoai lửa là vui vẻ như vậy nhưng trong câu này chúng ta hiểu là chúc mừng sinh nhật chúng ta dùng từ sân rư khoai lửa từ 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 chia rư khoai lửa chia rư khoai lửa chia rư khoai lửa chia, lử. chia, lử. chia rư là Chia rư là ngày nghỉ, ngày lễ nghỉ. chia rư khoai lợi là nghỉ lễ vui vẻ. Chúng ta học từ cuối cùng cho bài ngày hôm nay là từ chúc hưa nín chúc hưa nín chúc hưa nín. Nín. nín Nghĩa là chúc mừng, chúc mừng ông. Hoặc là chúc hưa nỉ Chúc mừng bạn. Chúng ta có thể thay chữ nín này thành chữ nỉ nhé. Nỉ thì nghĩa là bạn. Bạn là bình thường thì là chú nỉ. Chúc mừng bạn. nhé. Chúc hơn là chúc mừng ông. Như vậy là qua một vài phút ngắn ngủi chúng ta đã học thêm một vài từ cơ bản. Thì đây là những từ khá là cơ bản và các bạn cố gắng theo dõi cái series này mình sẽ cố gắng làm cho nó một cách hoàn thiện nhất. Cảm ơn các bạn.